Đó đúng rồi, khu nhà sẽ đừng đừng có sâu quá được ha. Đó, bên này nữa. Đó đúng rồi. Khu hộp X700. Suzuki. Hàng chính hãng Yamaha. Bảo hành công ty Yamaha 2 năm. À, đây là hai khách VIP, hai anh khách VIP đến khui hộp. Bung lung lên nhanh, đừng sợ. Đây, mình cứ ái thấy đi nè. Đấy, cứ cắt thấy đi, cứ cắt thấy đi. Không đừng có sao quá ha. À ok. À. Đây, đây. Không cái đó có cái xác này, đẩy xuống cái này, em giật luôn, giật luôn. Đấy, hôm nay là ngày 8/10/2024. Quá VIP. Khui luôn, khui luôn, bật luôn. Sử dụng tiếng Việt. Đây cục nguồn nè. Cầm giúp ba cái. Đây. Cái xác ra đi được. À, mời khui tem. À, cắt kéo đi. Mới khui ra. Mới khui ra quá đẹp trai luôn. Chống mặt ạ. À. Mày bật nguồn đây, đây. Quay video theo kiểu cây nhà lá vườn. Mấy ông mà ông xem YouTube ông kêu ông quay video từ chống mặt đó. Khui ra là đẹp quá ha, không có hạt bụi luôn. Thử đi. Bấm cũng được, đúng rồi, nó có chức năng trực tiếp, có chức năng gián tiếp mình quay đó. Công nhận X700 nhìn đẹp quá ha. Ok, đẹp rồi.
cài dữ liệu chạy.